hoành tráng như buổi lễ khai mạc tại SEA Games 31, siêu đám cưới thế kỷ top 1 châu Á tại Kiên Giang khiến cộng đồng mạng tại nhiều quốc gia phải trầm trồ. Tại Kiên Giang vừa tổ chức thành công một tiệc cưới hoành tráng và phải nói là hoành tráng nhất từ trước đến nay và được cho là siêu đám cưới top 1 châu Á. Được biết, đạo diễn của buổi tiệc cưới này cũng chính là nam đạo diễn của lễ khai mạc SEA Games 31. Siêu phẩm này đã được chuẩn bị kỹ từ 9 tháng trước với các chuyên gia đến từ Philippines và cả Việt Nam. Nhiều người cho rằng buổi lễ này không khác gì được tổ chức trên thiên đường khi được bố trí nhiều cổng máy vòm màu trắng và nhiều loại hoa rực rỡ màu sắc. Mặt khác, buổi lễ còn được giám sát bảo vệ bởi đội ngũ công binh đã thể hiện được mức độ chịu chơi từ gia đình của cô dâu chú rể. Đại gia Kiên Giang đã không ngần ngại chi tiền thuê hẳn đội ngũ diễn viên nhí về biểu diễn trong không gian ngập tràn ánh sáng, pháo hoa. Hình ảnh cô dâu chú rể nắm tay nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào cũng khiến nhiều người xem phải thổn thức. Không thể phủ nhận siêu đám cưới này thật sự xa xỉ và lộng lẫy như bước ra từ trong phim. Hiện tại thông tin về buổi lễ vẫn được nhiều người truyền tay nhau rầm rộ trên mạng xã hội. Còn bạn thấy sao về buổi lễ này? Hãy để lại cảm nhận của mình ở phần bình luận bên dưới nhé.